lưng nữa, các bạn thấy nguyên cánh đồng to không? Hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi hái rau dớn nha. Rau dớn với đọt đây, trò. Nguyên cánh đồng bao la luôn nè mọi người ơi. Trời, mọi người thấy rõ không? Ở bên kia là quá chừng nè, mà nước không à, để đi kiếm chỗ nào nó không có nước. Thấy đẹp không? Cũng đã già chứ nó không có được non nè. Này về làm gì ăn? Nấu canh. Này về nấu canh hả? Nấu canh làm gỏi ngon lắm. Ở nhà nhìn thấy nó giống cây dương sĩ. Đây quá chừng luôn. Đã không? Bức nó kêu bật bật. Đây nè mọi người. À, ở bên đây có nè. Đây nè, mọi người thấy không? Nhìn thấy mê không? Nè, hái được một một nắm đọt trại nè. Mọi người thấy cái lá nó khác không? Cái này nó bóng mà nó cái đọt nó màu hơi tím tím hơn. Cái kia nó xám hơn. Nó xanh hơn chứ cái kia nó xanh hơn. Mà nó nhám hơn. Cái dây này không? Dây này là dây bồng bông nè mọi người. Lúc lúc nhỏ ở dưới quê người ta thường hay chơi trò cô dâu chú rể là lấy cái dây đó đó. Hết rồi, bây giờ mình đi qua đám khác. Có đám rau ngổ cái này cả nhà. Đây nè. À, cái này luộc luộc ăn ngon lắm. Trời ơi, coi nè, tốt quá chừng luôn. Mà không hái. Hôm nay không có ăn. Nè, mọi người thấy không? Trời ơi quá chừng luôn á. Nhiều lắm luôn. Cả nhà. Đây mình hái thêm một ít nữa. Nãy giờ hái cũng nhiều rồi. Bao la ở bên kia nữa đó cả nhà. Nhưng mà cái đó mấy người người ta hái chuyên nghiệp á, thì người ta mới đi qua bên đó, người ta lội người ta hái. Còn mình thì lâu lâu mới ra hái à, nên là không có lội được. Thấy mê ha. À, cho cả nhà coi nè. Rất nhiều luôn nè mọi người, mà ở ngay chỗ này nó có cái đầm lầy á, mình không có xuống được, mình hái được ở bên phía bên này thôi. Cây nãy dưới quê gọi cây mua nè, tại nó giống cây sim quá vậy, hay là cây sim? Cái này cây sim mà. Không phải mua. Này sim phải không? Quá chừng trái luôn nè. Trái đâu có ăn được. Được, mà này cây sim sim Thái á. Sim Thái đâu có sim sim ta, đâu sim ta mới ăn được. Sao không được? Sim ta trái bự. Này nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ, ý là nó nhỏ nhỏ. Nè, cho mọi người coi cây sim nè. Quay cho mọi người thấy cây mình bác, trời ơi cái trái. Đừng có bà rắn nào ở trong đây chui ra nha. Qua, wow, qua wow, chừng trái luôn, nó nặng trĩu luôn. Không thấy được ta. Bên quay đây. Góc này nè. Đó, đã chưa? Cái này chín dầm đá đường. Wow, trái.
Nên mọi người thấy không, hái được như đây nè, về tới nhà cái nó héo queo hết trơn. Hồi đó tưởng rau dớn với đọt trại là một, nhưng mà bây giờ phân biệt là nó hai á mọi người. Nè cái này là rau dớn nè mọi người thấy không, nó giống như cái cây dương sỉ nhưng mà không phải dương sỉ, cái lá nó quéo, nó nhám hơn, xanh hơn. Còn cái này là đọt trại nè, đọt trại ở chỗ mình gọi là đọt trọi, không biết ở chỗ khác gọi là gì. Cái lá nó màu hơi tím một chút ha, mà nó láng nó bóng. Cái này ăn nó hơi nhớt nhớt giống mùng tơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi luộc sơ rồi mình trộn gỏi nha cả nhà. Mình đi sơ chế các thứ rồi mình trộn gỏi ha. Rồi nè mọi người, đã sơ chế xong rồi nè. Rau mình đã trụng cho nó mềm lại nè. Cái này là mỡ hành, dầu hành phi á mọi người. Còn cái này là nước sốt mình đã làm xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ rưới lên. Đó. Đâm làm như là nước mắm tỏi ớt vậy đó mọi người, chua chua ngọt nhưng mà ít nước mắm thôi. Mình rưới lên. Mình sẽ múc hành phi luôn, chừa lại một ít để một lát rưới lên trên mặt cho nó đẹp. Thêm tí nữa. Rồi mình trộn lên nha. Thơm lắm cả nhà, thơm cái mùi hành á. Với nó cùng với cái mùi nước sốt á, rất là dễ thương, cái mùi rất là dễ chịu luôn. Cái này chấm nước tương thôi cũng ngon nữa ha mọi người, không cần phải cái gì cao sang, cái món dân dã này. Mình nấu canh cá cũng rất là ngon. Giờ mình cho thêm đậu phộng vô nha. Này rồi trộn lên. Thêm rồi xong rồi đó, đều trộn đều rồi. Mình cho một tí dầu hành ở trên với một tí nước sốt ở trên nữa. Đây món hành mà rồi xong rồi đó mọi người, để mình quay cận lại nha. Nè mọi người thấy chưa, đây ngon nè. Bây giờ mình ăn một xíu coi sao nè. Cái này là mình trộn chay đó nha cả nhà, còn cả nhà muốn ngon hơn á thì mua tôm với thịt nha. Sợ nó không có cắn nhỏ mà nó cứ quầu 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 vậy mà nhỏ la làng nhỏ, cái con heo nó nằm dạ dễ sợ. Nói là sao ta, rau á mọi người, nó giòn mà nó ngọt ngon lắm. Nó hơi nhớt nhớt á, hơi nhớt nhớt nhưng mà không có bị chua, không có giống như mấy cái rau khác giống như mồng tơi á, mà nó canh mình vẫn có cái vị. Ê trời, nó đi ngang có cái vị chua nhẹ, còn cái này thì không có, ăn rất là ngon mà giòn luôn á. Rồi cả nhà nè, ngon chưa?
Mọi người nghe tiếng giòn không? Rất là vừa ăn. Clip tới đây thôi nha mọi người. Mọi người nhớ like, subscribe và comment góp ý cho mình nha. Nhớ chia sẻ để cho nhiều người biết đến, ủng hộ kênh của mình nữa nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.